thua thảm Việt Nam, huấn luyện viên Shin hoảng loạn, phát biểu buồn cười, cả Việt Nam vỡ òa sung sướng. Việt Nam muôn năm, Việt Nam Hồ Chí Minh, Việt Nam vô địch là những âm thanh mà các cổ động viên, thậm chí là cả châu Á phải nghe thấy vào đêm nay. Chúng ta là những người chiến thắng, chúng ta đã đè bẹp Indonesia và đến với trận đấu cuối cùng của AFF Cup 2022, trận cuối cùng của ông Park. Không cần phải nói nhiều thì quý vị cũng đã hiểu được sức nóng khủng khiếp của trận bán kết lượt về này. Ngay từ 5 giờ chiều thì cả sân vận động đã được lấp đầy bởi các cổ động viên, cờ đỏ sao vàng, hình ảnh Bác và còi trống băng rôn khẩu hiệu. Tất cả đều chờ đợi một màn trình diễn bùng nổ của các cầu thủ Việt Nam. Trong trận đấu có thể coi là cuối cùng của ông Park nếu như mà chúng ta thất bại. Ở trước trận đấu, hai đội đang ngang cờ với nhau. Tuy nhiên, nếu xét về cách tính điểm thì Indo đang có một chút lợi thế. Ở trận lượt đi, Việt Nam đã hòa 0-0 với Indonesia. Dù hòa không bàn thắng trên sân khách nên thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo cần phải thắng Indonesia để giành quyền vào chung kết. Kết quả giữ tỷ số hòa 0-0 trong hiệp chính rồi sau đó thắng trong hiệp phụ hay là luân lưu. Nếu chẳng may thất bại hoặc là hòa với tỷ số, đội tuyển Việt Nam sẽ phải dừng bước do cách tính điểm về bàn thắng ghi trên sân khách. Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam đã có một điểm tựa rất lớn, đó chính là sân vận động Mỹ Đình. Đội tuyển Việt Nam đã tiếp đón đội tuyển Indonesia 13 lần trong quá khứ, tính riêng cấp độ đội tuyển quốc gia. Kết quả đang nghiêng về các chiến binh rồng vàng với 5 chiến thắng, 4 hòa, 2 thua. Đáng chú ý, lần gần nhất đội tuyển Việt Nam thua Indo ở trên sân Mỹ Đình đã cách đây 19 năm. Ở trận đấu đó, đội chủ nhà đã thua 0-3 với 3 bàn thua ngay trong hiệp 1. Thất bại nặng nề này khiến cho Việt Nam đã bị loại ngay từ vòng bảng AFF Cup 2024. Kể từ đó đến nay, thì đội tuyển Việt Nam đã tiếp đón Indo thêm 5 lần và bất bại cả 5 trận. Lần gần nhất diễn ra vào tháng 6 ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á. Ở lần này, thì đội tuyển Việt Nam đã vùi dập đội bóng xứ Vạn Đảo với tỷ số là 4-0. Tiếp nối thành công đó, không có lý do gì mà đội tuyển Việt Nam không hướng tới một chiến thắng, bởi không chỉ là một câu chuyện của một trận bóng, mà đó còn là danh dự của cả hai vị huấn luyện viên người Hàn Quốc. Trận hòa 0-0 trên sân Bungano, vị huấn luyện viên Park Hang-seo và ông Shin đã không bắt tay nhau và có những phát biểu căng thẳng, bởi kết quả trận đấu khiến cho cả hai phải tính toán thận trọng. Trong 2 năm qua, những cuộc đối đầu giữa Việt Nam và Indo ở mọi cấp độ do ông Park và ông Shin dẫn dắt thì luôn diễn ra căng thẳng và hấp dẫn. Ông Park chưa từng thua, nhưng trận hòa hồi AFF Cup 2020 gián tiếp khiến Việt Nam trở thành cựu vương vì đứng nhì bảng và gặp Thái Lan và bị loại. Thế nên là ông Park đang cực kỳ quyết tâm trong chiến thắng lần này. Và để tri ân cũng như là giành chiến thắng vì hàng triệu khán giả Việt Nam đang cổ vũ, các cầu thủ của chúng ta đã thể hiện ý chí quyết tâm. Vì khán giả còn chưa kịp bắt nhịp với những bước chạy trên sân thì chúng ta đã ôm lấy nhau ăn mừng khi mà Tiến Linh sút tung lưới Indo chỉ sau 3 phút thi đấu. Từ đường chuyền dài của Hùng Dũng, Tiến Linh thoát xuống chơi chắn hợp lý trước khi dứt điểm tung lưới thủ môn đối phương. Người đi kèm Tiến Linh là Sudi Ahmad, trung vệ từng thi đấu ngoại hạng Anh và La Liga. Nhưng nhìn chung, Indo thì có lý lịch càng khủng, càng tô điểm nổi bật thêm sức mạnh của đội tuyển Việt Nam. Ngày hôm nay chúng ta không còn đùa với Indo nữa, không còn giữ chân với Indo. Các cầu thủ chơi rất uyển chuyển, mềm mại. Phút thứ 12 chúng ta có cơ hội nguy hiểm tiếp theo, Văn Hậu bật cao đánh đầu sau quả phạt gián tiếp của Hoàng Đức. Đáng tiếc là bóng bay hơi cao so với khung thành. Dùng đủ mọi cách để tìm kiếm bàn gỡ nhưng mà Indo lại càng đá càng bất lực. Các hậu vệ đội tuyển Việt Nam chơi cực kỳ tỉnh táo với kinh nghiệm qua bao nhiêu giải lớn nhỏ. Quế Ngọc Hải vẫn đang dẫn dắt hàng thủ Việt Nam bằng tất cả các tình huống tấn công của Indo và khiến cho Indo sôi sục máu. Trong những phút đó, va chạm liên tục xảy ra giữa đôi bên. Đầu tiên là tình huống phút thứ 24 khi mà Dendy và Quế Ngọc Hải đã vi phạm trong vòng cấm địa nhưng trọng tài không phạt đền. Cầu thủ hai đội sau đó lao vào xô sát, trọng tài rút thẻ vàng cảnh báo Bùi Tiến Dũng. Sau tình huống đó, đến lượt Việt Nam có cơ hội. Dù Tiến Linh đang ngã trong vòng cấm, đội tuyển Việt Nam vẫn không được hưởng quả phạt đền. Indo càng đá thì càng thấy khó. Sau khi Ramdani đã đá chân vào trụ tấn tài, đến lượt Asnawi bỏ bóng đá người với Văn Hậu. Pha phạm lỗi thô bạo khiến cầu thủ số 14 của Indo nhận thẻ vàng. Trận đấu càng trở nên nóng hơn bao giờ hết khi mà ít phút sau bị Asnawi đá xấu, Văn Hậu vung tay vào mặt cầu thủ số 14 và bóng mang tính trả đũa của Văn Hậu khiến anh nhận thẻ vàng. Đầu đó cũng đã vỡ vụn do liên tục có va chạm vì phạm lỗi, nhưng Indo càng nóng thì Việt Nam càng có lợi. Và đúng như thế, suýt chút nữa chúng ta đã có bàn thắng nhân đôi cách biệt ở phút cuối nếu trọng tài không thổi việt vị khó hiểu với Tuấn Hải. Nhưng dù sao chúng ta đã có lợi thế về tỷ số. Bước sang hiệp 2, thay cho ông Park tiếp tục có những sự điềm tĩnh với Indonesia đang cực kỳ nôn nóng.
các cầu thủ Indo đã dùng hết chiêu trò để mong mỏi bàn gỡ. Những phút cuối họ tấn công điên loạn. Thời gian thì trôi qua dần, tất cả khán đài thì đang hồi hộp từng giây và cuối cùng tiếng còi mãn cuộc vang lên, đội tuyển chúng ta là những người giành chiến thắng. Chúng ta đã là một trong hai đội bóng bước vào trận chung kết AFF Cup 2022. Sân vận động Mỹ Đình như là muốn nổ tung, người hâm mộ thì la hét ôm nhau sung sướng và có cả những giọt nước mắt. Hai trận đấu nữa để chúng ta có thể trở thành nhà vô địch AFF Cup 2022. Nhưng chưa cần phải vô địch, chiến thắng này thôi cũng đã đủ để chúng ta bùng nổ một sự sung sướng, một bữa tiệc hạnh phúc đêm nay. Đường phố Hà Nội đã rơi vào một cảnh ùn tắc, cơn bão cờ hoa và bài hát Việt Nam Hồ Chí Minh đang vang lên khắp mọi nẻo đường của thủ đô. Và đội tuyển Việt Nam đã mang tới niềm vui vô bờ bến cho đất nước. Chúc mừng các chiến binh sao vàng, đêm nay là đêm của Việt Nam và cả Đông Nam Á phải gọi tên của chúng ta. Còn về Indonesia, dù họ có cư xử xấu xí, dù có chửi bới chúng ta như thế nào đi nữa, thì họ cũng vẫn là những người thua cuộc và chúng ta phải cảm ơn họ. Cảm ơn những người Indo đã tô điểm và tôn vinh thêm chiến thắng của chúng ta. Chúng ta hãy ăn mừng suốt đêm nay và ngày mai thì chúng ta sẽ biết đối thủ của mình ở trận chung kết. Đó sẽ là một trong hai cái tên Thái Lan hoặc Malaysia. Ở giải này, Thái Lan đang thể hiện vị thế của nhà đương kim vô địch. Tuy nhiên là trước một đối thủ kỵ sâu Malaysia, đội quân của Poking đã có chuyến làm khách đầy khó khăn trên sân Bukit Jalil. Thực tế, nếu đánh giá tổng thể, Thái Lan đang cho thấy đang có một sức mạnh không phải là đến nỗi. Nhưng mà xét về thế trận tạo ra nhiều cơ hội của Poking thì là người được đánh giá nhỉnh hơn. Thái Lan kiểm soát 72,3%, tung ra 24 cú sút trong trận đấu, nhưng không ghi được bàn nào. Trong khi đó, Malaysia đã thực hiện 6 cú sút trong suốt cả trận, nhưng vẫn có một bàn thắng nhờ công của Halim phút thứ 11. Huấn luyện viên Poking thừa nhận dứt điểm là vấn đề cần phải cải thiện của đội tuyển Thái Lan. Với thất bại 0-1 trên sân khách lượt đi, Thái Lan cần phải có bàn thắng cách biệt 2 bàn ở lượt về mới có thể giành vé đi tiếp. Nếu thắng 1-0 thì họ bước vào hiệp phụ và phải đá luân lưu. Ngoài ra, nếu để cho đối thủ ghi thêm một bàn ở sân nhà, cơ hội để vòi chiến đi tiếp là rất mong manh. Rõ ràng Thái Lan đang gặp bất lợi rất lớn. Lúc này đội chủ nhà không có đường lùi, đội quân của Poking chỉ có một con đường duy nhất là phải tấn công để tìm kiếm bàn thắng. Nhưng chính vì việc mải mê dâng cao tấn công cũng sẽ là một con dao hai lưỡi khiến cho Thái Lan phải trả giá thêm một lần nữa. Những khó khăn đang chờ đón thầy trò Poking và thử xem bầy vô chiến sẽ phá được dớp không thắng trước các tinh Malaysia bằng cách nào.